Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý. Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Phấn đấu tích nước hồ chứa Bản Lại, tỉnh Lạng Sơn chậm nhất trong tháng 12. Tiếp tục kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14, ngày 10 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sửa đổi, dự án luật thỏa thuận quốc tế, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng. Liên quan đến dự án luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đại biểu cho rằng hiện nay quy định tổ chức người lao động ra nước ngoài trong luật hiện còn rườm rà, còn xuất hiện nhiều tổ chức công ty tổ chức xuất khẩu lao động chui và không có cơ quan nào chịu trách nhiệm với những tổ chức này. Đây là xuất khẩu con người và có những cái tổ chức không biết thế nào mà nó rất là nhỏ, tức là tổ chức nhánh đấy. Tổ chức lớn thì có lẽ theo tôi nghĩ là Bộ Lao động Thẩm định rồi, nhưng mà tổ chức nhánh thì nó len lỏi mà không có ai như vậy là chịu trách nhiệm về các cái bộ phận này cả. Bên cạnh đó, những trường hợp đi du lịch, đi thăm thân hoặc đi qua đường tiểu ngạch rồi ở lại làm trái phép thì chưa thống kê được. Mặc dù đây là vấn đề khó, nhưng cũng phải bảo vệ quyền lợi cho nhóm lao động không hợp đồng ở nước ngoài và đưa nội dung này vào phạm vi điều chỉnh khi sửa đổi luật hiện hành. Đại biểu đồng tình với việc quy định năng lực tài chính để đảm bảo hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc tại nước ngoài là cần thiết, tuy nhiên cần quy định rõ ràng hơn để bảo đảm duy trì hoạt động. Thảo luận về luật thỏa thuận quốc tế, các đại biểu cho rằng việc mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến Ủy ban Nhân dân cấp huyện và Ủy ban Nhân dân cấp xã cần được cân nhắc thận trọng do hợp tác quốc tế luôn tiềm ẩn những vấn đề nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, đòi hỏi cơ quan, tổ chức tham mưu và chủ thể ký kết phải có năng lực nhất định, do đó không phải cơ quan, tổ chức nào cũng được trao quyền ký kết. Chúng tôi đề nghị cân nhắc việc mở rộng chủ thể ký kết thỏa thuận quốc tế đến Ủy ban Nhân dân cấp xã. Lý do là chính quyền cấp xã không có bộ máy giúp việc, đặc biệt là ở các xã miền núi, vùng cao đặc biệt khó khăn, năng lực cán bộ còn hạn chế, mà quan hệ quốc tế thì rất là nhạy cảm về chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh. Do đó đòi hỏi cơ quan tổ chức tham mưu, chủ thể ký kết phải có năng lực nhất định. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2020, nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo nghị quyết số 28/2016/QH14. Hôm qua, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận và đánh giá cao những kết quả toàn diện mà tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, cũng như việc triển khai thực hiện chỉ thị 35 của Bộ Chính trị thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới, tỉnh Lạng Sơn cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Công tác chuẩn bị đại hội cần được tiến hành chặt chẽ, khoa học, rõ ràng và thường xuyên kiểm tra đôn đốc. Việc tổ chức đại hội phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng văn kiện. Tỉnh Lạng Sơn cần tập trung chuẩn bị thật tốt công tác cán bộ, bảo đảm tính dân chủ, công tâm, khách quan, đúng quy trình quy định, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tập trung chỉ đạo để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Hôm qua, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra dự án hồ chứa nước Bản Lải thuộc huyện biên giới Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn. Đây là một trong những dự án lớn đạt tiến độ và chất lượng cao. Đoàn công tác đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Lạng Sơn trong triển khai thực hiện dự án, nhất là việc đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình đầu mối vượt 8 tháng so với kế hoạch đề ra. Đoàn công tác cũng đề nghị nhà thầu thi công sớm hoàn thành đập và bắt đầu tích nước chậm nhất trong tháng 12 năm 2020. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 10 năm nay, tỉnh Lạng Sơn phải thực hiện di rời toàn bộ các hộ dân trong khu vực ảnh hưởng của lòng hồ để có thể tích nước. Cùng với đó là xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai chi tiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ hỗ trợ phần kinh phí tăng thêm cho Lạng Sơn với số tiền là 100 tỷ đồng để tỉnh đảm bảo thực hiện dự án.
Nhằm kích cầu du lịch, Vietjet Air mở cùng lúc 8 đường bay mới và triển khai chương trình khuyến mãi 2,5 triệu vé siêu tiết kiệm giá chỉ từ 8.000 đồng trên toàn mạng bay nội địa. Vé khuyến mãi được mở bán không giới hạn khung giờ trên website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air từ ngày 9 tháng 6 đến hết ngày 11 tháng 6 năm 2020. Thời gian bay từ ngày 6 tháng 9 tới ngày 31 tháng 12 năm 2020, riêng 8 đường bay mới áp dụng từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 24 tháng 10 năm 2020. 8 đường bay mới của hãng hàng không thế hệ mới Vietjet kết nối Hà Đông, Đồng Hới, Quảng Bình, Hải Phòng, Quy Nhơn, Bình Định, Vinh, Phú Quốc, Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, Vinh, Thanh Hóa, giúp du khách có những trải nghiệm các điểm du lịch nổi tiếng trên khắp đất nước. Với 8 đường bay mới mở, hãng hàng không Vietjet đã nâng tổng số đường bay Vietjet khai thác tại Việt Nam lên 53 đường bay, trở thành hãng hàng không có mạng bay nội địa rộng nhất, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng với nhiều giờ bay linh hoạt, giúp cho khách hàng có thêm nhiều cơ hội lựa chọn phù hợp. Tiếp theo là phần tin quốc tế với những tin tức nổi bật. Mỹ, Nga sẽ nối lại đàm phán hạt nhân. Nhật Bản thông qua ngân sách bổ sung thứ hai trong năm tài khoá 2020. Nga xác nhận sẽ nối lại các cuộc đàm phán về hạt nhân với Mỹ vào cuối tháng này. Tuy nhiên, giới chức Nga cảnh báo một số yêu cầu của Mỹ sẽ cản trở các nỗ lực đàm phán. Theo kế hoạch, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov sẽ gặp đặc phái viên Mỹ Marzan Billingsley trong ngày 22 tháng 6 tại thủ đô Vienna, Áo để khởi động các cuộc đàm phán mới về hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới New START, vốn sẽ hết hiệu lực từ tháng 2 năm 2021. Văn kiện này kêu gọi các bên tham gia giảm một nửa kho dự trữ bệ phóng tên lửa hạt nhân chiến lược. Quan điểm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là hiệp ước START mới phải có sự tham gia của Trung Quốc. Thứ trưởng Ryabkov cho biết, Nga không phản đối việc Mỹ mời Trung Quốc tham gia, nhưng điều đó cần có sự đồng thuận của Bắc Kinh. Ngược lại, ông cũng cho rằng các đồng minh của Mỹ như Anh và Pháp cùng các cường quốc hạt nhân có kho dự trữ chiến lược ở quy mô nhỏ cần tham gia các cuộc đàm phán này. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cùng ngày tuyên bố Bắc Kinh không có ý định tham gia vào cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân với Nga và Mỹ. Đối thoại chiến lược cấp cao Trung Quốc-Liên minh châu Âu-EU lần thứ 10 vừa diễn ra là cuộc đối thoại chiến lược lần đầu tiên giữa Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU, đồng thời là cuộc đối thoại quan trọng giữa hai bên trong bối cảnh dịch COVID-19 đã ảnh hưởng sâu sắc đến tình hình thế giới. Nhận định trên vừa được đưa ra trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 10 tháng 6 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi sâu và thẳng thắn về quan hệ song phương, tình hình trao đổi đoàn cấp cao, hợp tác chống dịch cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, qua đó giúp tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, tạo sự chuẩn bị tích cực cho các hoạt động ngoại giao lớn giữa hai bên trong giai đoạn tiếp theo. Bộ trên nhấn mạnh rằng cuộc đối thoại đã đạt được kết quả tốt đẹp. Ngoài ra, cả hai bên đã khẳng định sự tôn trọng con đường phát triển của nhau. Nhân kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên đều kỳ vọng sẽ đẩy nhanh đàm phán về thỏa thuận đầu tư Trung Quốc-EU, tăng cường hợp tác song phương thiết thực trên nhiều lĩnh vực. Hôm qua, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua gói ngân sách bổ sung thứ hai trong năm tài khoá 2020. Đây là khoản ngân sách bổ sung lớn nhất từ trước đến nay nhằm đối phó với ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Gói ngân sách bổ sung thứ hai của Nhật Bản có giá trị gần 32.000 tỷ yên, khoảng 296 tỷ đô la Mỹ, được sử dụng để tăng cường hệ thống y tế, nghiên cứu phát triển thuốc điều trị cũng như hỗ trợ tiền thuê nhà, mặt bằng cho các hộ kinh doanh bị giảm thu nhập. Chính phủ Nhật Bản cũng bổ sung gần 452 tỷ yên để hỗ trợ mức tối đa 33.000 yên một tháng cho những người lao động không được hưởng trợ cấp nghỉ việc, đồng thời nâng khoản tiền hỗ trợ tuyển dụng cho các doanh nghiệp lên mức tối đa 15.000 yên một ngày. Hơn 11.000 tỷ yên sẽ được sử dụng trong gói chính sách hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp thông qua hình thức cho vay không lãi suất và không cần đảm bảo tín dụng. Trong những ngày này, khu vực Trung Đông lại không ngừng nóng lên với những diễn biến căng thẳng liên quan đến kế hoạch của Israel sáp nhập khu bờ Tây sông Jordan trở thành một phần lãnh thổ trong tương lai vào đầu tháng 7 tới. Dư luận đánh giá động thái trên sẽ tiếp tục gây trở ngại cho hòa bình ở vùng đất vốn đã nhiều rối ren này. Trong suốt chiến dịch tái tranh cử, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng nhiều lần khẳng định sẽ sáp nhập các khu định cư Do Thái thuộc khu bờ Tây và thung lũng Jordan. Ông cũng đưa ra thời hạn là ngày 1 tháng 7 để tổ chức các cuộc họp nội các bàn về việc mở rộng chủ quyền đối với các khu định cư này.
dù được chính quyền của Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh, song quyết định của Israel vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của quốc tế. Liên Hợp Quốc cảnh báo ý định của Israel là mối đe dọa lớn đối với luật pháp quốc tế, thổi bay giải pháp hai nhà nước, đóng lại cánh cửa của các cuộc đàm phán và tương lai hòa bình cho khu vực. Nhiều quốc gia Ả Rập và châu Âu cũng đã lên án đề xuất này. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thời sự trưa ngày 11 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.